Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn, hướng dẫn bạn cái cách khắc phục cái lỗi quá dung lượng, đúng không ạ? Quá dung lượng. Thì đây, khi mà tôi truy cập cái website của tôi thì tôi gặp phải cái lỗi này. Và nó báo là đã có lỗi nghiêm trọng trên website của bạn, vui lòng kiểm tra mail. Dùng để quản trị trong web để được hướng dẫn, đúng không ạ? Đây, chúng ta đang gặp lỗi này đây. Allow memory size, đúng không ạ? Đó. Thì làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục cái lỗi này? Thì các bạn làm như sau. Thì đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân đã. Cái này là cách tiến trình, đúng không ạ? Tiến trình trên website của chúng ta vượt quá cái dung lượng RAM trên hosting. Đó. Đây. Về nguyên nhân thì lỗi này là do các tiến trình trên website sử dụng vượt quá dung lượng RAM được cho phép trên hosting. Mỗi hosting thì sẽ được cấu hình một lượng RAM cho phép cho các tiến trình trên PHP. Thì để khắc phục lỗi này thì ta chỉ cần tăng số cái thông số, tăng thông số đâu ạ? Chúng ta chỉ cần tăng thông số memory limit trên hosting là được, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ truy cập vào trang cPanel, đúng không ạ? cPanel. Cái này thì mình sẽ hướng dẫn trên trang cPanel, đúng không ạ? Rồi, tiếp đến ở cái giao diện này các bạn kéo xuống phần software. Đây, các bạn kéo đến phần software. Các bạn click vào select PHP version. Rồi, ở trang chúng ta sẽ được điều hướng đến cái trang như thế này, thì các bạn click vào đây cho tôi. Tweak to PHP option. Rồi, các bạn kéo xuống ở cái phần là memory gạch ship gạch limit, thì các bạn chỉnh lại cái thông số cao nhất cho tôi. Đấy. Ở đây thì nó tự động lưu cho chúng ta. Nếu như các bạn không có tự động lưu thì các bạn ấn nút save vô là xong, đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ quay trở lại website tải lại xem cái lỗi này được khắc phục chưa. Đây, chúng ta đã có thể đến được cái trang đăng nhập trở lại rồi. Và chúng ta sẽ quay trở lại website này. Ok, nó đã vô trở lại được rồi, truy cập trở lại được rồi. Như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn cái cách khắc phục lỗi này xong rồi. Và nếu các bạn thấy cái video này hay thì hãy giúp tôi like và chia sẻ video này cho nhiều người được biết hơn. Ngoài ra thì các bạn hãy giúp tôi đăng ký kênh và nhấn nút chuông để có thể nhận những cái video mới nhất từ tôi. Chúc bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.